Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu sản phẩm mới vòi lavabo nóng lạnh cao thông minh của Euroline, ký hiệu ND24. Và đây là đóng gói của sản phẩm, đây là hộp đựng sản phẩm. Chúng ta cùng mở hộp để xem nhé. Trong mỗi sản phẩm của Euroline đều được để một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Đây là phụ kiện và đây là sản phẩm. Chúng ta hãy cùng xem sản phẩm tại sao lại gọi là vòi lavabo thông minh nhé. Đây, chúng ta có thể thấy sản phẩm được đựng trong một túi vải mềm để tránh trời xước sản phẩm, bảo quản sản phẩm khi vận chuyển. Và đây là thiết kế của vòi. Chúng ta hãy cùng xem. Trước tiên chúng ta cùng xem về chất liệu trước, và sau đó tôi sẽ phân tích tại sao vòi này được gọi là vòi lavabo thông minh. Chúng ta thấy vòi được làm từ đồng, mạ chrome sáng bóng, đồng với tỷ lệ 61% đạt tiêu chuẩn vật liệu của châu Âu. Và lớp mạ này là lớp mạ 3 lớp, sáng bóng và không bị phai mờ dính kết với bẩn theo thời gian. Chúng ta có thể thấy vòi rất là cao. Vòi có chiều cao tương đối là tốt. Các bạn thấy có thể lên tới 21cm rồi. Sản phẩm cao thuận tiện cho mọi loại lavabo, ví dụ như là lavabo lỗi, lavabo âm hay lavabo tô hoặc lavabo để bàn đều có thể lắp được dòng sản phẩm này. Đây là tay cầm. Tay cầm của sản phẩm được in logo của Euroline cùng với ký hiệu nóng lạnh được dập chìm sẵn ở bên trên tay. Tay cầm được thiết kế tròn, thanh nhã và đóng mở rất là thuận tiện. Đây là bát gắn của sản phẩm. Bát gắn được làm bằng đồng cùng với hai giòn cao su đi kèm. Chúng ta có thể nhìn thấy chất liệu của sản phẩm được làm từ đồng, được đúc từ đồng, tỷ lệ đồng rất là cao. Đằng sau vòi được in laser thông số của Euroline cùng tem điện tử thông minh. Chúng ta có thể quét mã QR code ở đây để kiểm tra nguồn gốc của sản phẩm. Đầu vòi này thì thôi, bây giờ tôi sẽ phân tích về vấn đề thông minh của vòi này. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy đầu vòi được thiết kế tạo bọt, chống văng bắn và tiết kiệm nước. Và đặc biệt đầu vòi này có hai chế độ chảy, một chế độ chảy thường và một chế độ chảy tăng áp. Tại sao vòi này gọi là vòi thông minh? Bởi vì đầu vòi này chúng ta có thể xoay đa chiều, có thể chuyển hướng sang bên trái, bên phải, đưa thẳng, đưa lên cao, rất là thuận tiện. Ví dụ như khi chúng ta để theo chiều này, chúng ta có thể dùng chức năng này để rửa mặt một cách rất là thuận tiện. Chúng ta không cần phải vục nước lên giống như thông thường. Khi chúng ta muốn xả xuống dưới, chúng ta chỉ việc cúp xuống dưới như vậy thôi. Đấy. Ngoài ra chức năng này có thể xoay để rửa cái bồn rửa của mình một cách sạch sẽ hơn. Để thay đổi chức năng, chúng ta chỉ cần xoay nhẹ đầu lại thôi là chúng ta đã chuyển đổi được chức năng sử dụng rồi. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta thấy khớp nối ở đây là một cái trục khuỷu để chúng ta có thể xoay đa chiều. Rất là nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Đó. Ngoài ra đầu vòi này có thể tháo rời để vệ sinh. Chúng ta cùng tháo thử nhé. Đây chúng ta có thể thấy là tất cả các vòi của Euroline đều có nước ở bên trong.
Nhiều khách nói là vòi đã qua sử dụng nhưng mà điều này hoàn toàn là không chính xác, bởi vì vòi được test bằng máy test áp lực trước khi đưa vào đóng gói. Vì vậy trong bất kỳ vòi nào của Eura sẽ đều có nước cả, không phải là sản phẩm đã qua sử dụng. Đây chúng ta thấy đầu được đặt một lớp lọc ở phía trên này. Đây và đầu này chúng ta cũng có thể tháo rời được. Vâng, chúng ta có thể thấy nước nằm ở đây hết. Vâng, đây là trục khuỷu để chúng ta có thể di chuyển đầu vòi một cách linh động nhất. Trục khuỷu nằm giữa hai đầu. Với vòi lavabo nóng lạnh D23 này của Eura thì tôi tin chắc rằng nó sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng một cách phong phú nhất để sử dụng cho công việc sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Đây là một sản phẩm đa năng và hiện nay riêng trên thị trường chỉ Eura mới sản xuất loại vòi như vậy. Đây là một loại vòi thực sự là rất là hữu ích. Chúng ta nhìn sản phẩm khá là trang nhã, gọn gàng. Chúng ta có thể thấy sản phẩm rất là đẹp. Đầu vòi có thể xoay, điều chỉnh. Và về phần phụ kiện đi kèm thì sẽ bao gồm một dây bằng inox, dây bận inox 304 dài 60 cm để chúng ta có thể kết nối với đường nước cấp. Các đầu đều được làm bằng inox kèm theo gioăng cao su. Đầu kết nối là vòi có hai gioăng cao su tròn giống như mọi thiết kế dây khác của Eura thôi. Dây thì rất là mềm và có thể lắp đặt một cách dễ dàng thuận tiện. Khác với cái dòng sản phẩm khác đang được bán trên thị trường với giá thành rất là rẻ. Thông thường sản phẩm rất rẻ thường được làm bằng Artimon và sẽ được gia cố thêm chì để tăng sức bền cơ học. Vì vậy khi sử dụng, nguy cơ nguồn nước bị nhiễm chì là hoàn toàn có thể xảy ra và gây ra các bệnh ngoài da hay là bệnh ung thư. Vì vậy quý khách hãy cân nhắc lựa chọn sản phẩm để sử dụng cho gia đình của mình. Đối với Eura thì sản phẩm luôn luôn đưa tiêu chí chất lượng lên hàng đầu và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Vì vậy Eura hy vọng quý khách sẽ cân nhắc và sử dụng sản phẩm của Eura cho ngôi nhà của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video clip của công ty cổ phần Eura Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chức năng chảy và sử dụng của sản phẩm này như thế nào nhé. Mọi người cùng đón coi nhé.